tòa án Mỹ hủy bỏ vụ kiện tập thể. Thẩm phán liên bang hôm mùng 2 tháng 12 đã bác bỏ yêu cầu của Apple về hủy bỏ vụ kiện tập thể do người mua MacBook khởi kiện. Thẩm phán quận Mỹ Edward Davila tại San Jose, California nói rằng Apple phải đối mặt với cáo buộc không khắc phục hiệu quả thiết kế lỗi của MacBook. Công ty này cũng không bồi thường thỏa đáng cho khách hàng khi họ mang máy tới sửa chữa. Người mua tố cáo MacBook, MacBook Pro và MacBook Air bị lỗi dính phím, phím không nhạy, thậm chí các phím không hoạt động khi chỉ có chút bụi dưới hoặc bên cạnh phím. Ngoài ra, chương trình bảo hành của Apple cũng bị tố có vấn đề. Theo đó, Apple cung cấp bàn phím thay thế vẫn dính lỗi tương tự, vụ kiện liên quan tới laptop MacBook sản xuất năm 2015 hoặc mới hơn, MacBook Pro năm 2016 hoặc mới hơn. Bên khởi kiện yêu cầu tòa án xử theo luật bảo vệ người tiêu dùng. Tháng trước, Apple giới thiệu MacBook Pro mới với màn hình lớn hơn và bàn phím Magic mới sử dụng cơ chế cái kéo thông dụng, được biết doanh thu máy Mac gồm nhiều model MacBook chiếm khoảng 10% doanh thu thuần 260,2 tỷ đô la Mỹ của Apple trong năm ngân sách kết thúc vào 28 tháng 9 năm nay.